Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật BIOS của cái main ASUS ha, ASUS AMD. Thì main này Tut Gaming Tut B450G Gaming. Thì cái BIOS của nó 33 ủa 3211 2021 nha. Bây giờ mình sẽ copy nguyên cái tên đó nè. Các bạn theo dõi coi cập nhật BIOS AMD B450 này dễ không nha. Rồi mình bắt vô đây, bắt vào tìm kiếm thì nó hiện lên đúng cái tên của nó mình nè. Thì ASUS này bạn không có cần biết cái vết xanh ha. Support. Đây thì có Gamer và Utility nè, bấm vô. Thì bên đây là Gamer, bên đây là BIOS. Thì BIOS mới nhất của nó là 4401 2023. Bây giờ mình sẽ download nó về. Rồi mở cái tệp này lên. Thì nó là trong cái này là nó là trong file nén, thì nó có file TUT B450G Gaming ASUS 4401.cat nè. Thì mình chắc nó vô C luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khởi động máy lại, mình nhấn đeo vô BIOS. Tải xong cái bản BIOS mới nhất rồi thì mình nhấn đeo vô BIOS ha. Nó đang đang khởi động lại đó. Thì bấm vô cho nó vô BIOS nè. Đây thì nó vô BIOS thì mình chọn F7 ha. Rồi mình chọn lên phần tool nè. EGX LAT 3 Utility nè. Thì mình chọn cái ổ C của mình nãy mình chép vô đây nè. Mình kiếm cái file hồi nãy mình cái này lăn lăn xuống nha. Nếu mình kéo chuột không được thì mình bấm cho nó qua đây rồi mình bấm nè, nó hiện lên cái file của mình nãy mình mới tải vô OC nè. Rồi mình bấm Enter nha. Rồi Z luôn. Z luôn nha. Thì nó hỏi có muốn update không gì nè. Z luôn. Thì cái bản cũ của nó là với xanh 3211. Cái mới của nó là 4401. Thì từ 2021 lên 2023 thì đợi nó đang chạy nè, cái thanh này đang nó chạy thì lúc mà nó đang chạy này bạn không có chỉnh gì hết nha. Để yên cho nó chạy. Không có qua chuột qua gì hết. Thì nó mà lỡ cúp điện thì nó dễ lỗi cái main á. Lỗi main thì bạn phải nạp bằng tool lại. Thì tránh cúp điện giờ này thì xui thôi ha. Thì lỡ cập nhật mà bị cúp điện thì xui gũi. Thì đem ra thợ nạp lại thì vẫn chạy bình thường chứ không có hư luôn ha. Thì cái BIOS này của nó hình như là 16M á. Chạy cũng khá là lâu á. Cái này là 9 tháng 4 23 hay gì á. Mấy cái dòng AMD này thì cập nhật BIOS thì mình thấy nó cũng giống giống dòng Intel thôi, cũng ASUS này thấy nó cũng vậy à. Mấy dòng khác thì cao hơn nữa thì mình chưa có cập nhật nha. Mình mới cập nhật tới dòng này là cao nhất rồi nè.
Cái dòng mới quá thì cũng không cập nhật làm gì, nếu mà trừ khi nó không ổn định thôi. Còn nếu ổn định thì thôi, khỏi cập nhật làm gì ha. Máy chạy đang ok thì để bình thường nó thôi. Còn muốn mà support được nhiều cái phần cứng hơn, hoặc là mình muốn nâng cấp cái thiết bị gì đó vô trong cái main mình á, thì mà gắn vô nó không hỗ trợ hay gì đó thì mình hạ cập nhật BIOS. Chứ cập nhật BIOS này lỡ đang chạy gì đây rồi nó ngắt ngang cúp điện cái thì xui rủi lắm. Đem ra thợ thì tốn 100.000 nạp lại. Nó chạy cũng gần xong rồi đó. Thì nếu mà cái main nó bình thường thì bạn nạp nó cũng bình thường. Còn main mà giả tỷ như lỗi BIOS, boost chậm hay là làm gì đó thì nạp thì có khi nó nhanh lên, hoặc là có khi nó không nhanh được thì bạn phải mua cái đầu nạp BIOS trên mạng về á, cái CH341 á. Thì mấy cái này nè, mình xài mấy cái này nó rẻ tiền mà chạy rất là ok ha. Mấy dòng này là nạp thoải mái ok hết á. CH341A nè đó, thì mình mua cũng lâu rồi mà nó bền lắm, tới giờ nó vẫn không hư không gì hết, mấy chục ngàn bạn à, xài hoài không sao hết. Bạn nào thích thì mua. Rồi nó đang ấy xong nè ha, nó báo là khởi động máy lại nè, nó đang tự khởi động lại đó. Coi coi nó lên phiên bản mới chưa. À, vào cái tích ha. Đây. Thì ở ngoài này thì nó có để là 4401 vậy nè. Thì nhấn F1 cho nó vô BIOS. Ok ha. Đây, tuýt B450 gồ Garmin BIOS là 4401. Ngon lành. Rồi thì cập nhật BIOS cái dòng AMD ASUS này thì cũng như mấy cái dòng khác thôi, cũng đơn giản ha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.